chi hơn 200 tỷ kỷ niệm ngày sinh Trần Phú, phe Nghệ Tĩnh đã hết cửa kiếm ăn. Trong tình trạng thiếu bệnh viện, thiếu trường học, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trên cả nước, không được chính quyền quan tâm. Nhưng mới đây, huyện nghèo Đức Thọ, Hà Tĩnh đã chi tới hơn 200 tỷ đồng, tiền thuế của người dân để mà mua cờ, làm khẩu hiệu, xây cổng chào kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú. Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh chi khủng kỷ niệm 120 năm ngày sinh ông Trần Phú. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 10 tháng 4 đưa tin Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Bản tin cho biết để chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bí thư tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện Đức Thọ. Theo đó, việc chỉnh trang, tu sửa, vệ sinh môi trường tại khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú được huyện Đức Thọ và các đơn vị liên quan triển khai với tổng kinh phí lên tới 200 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, huyện Đức Thọ đã treo 332 băng rôn, khẩu hiệu, 48.913 chiếc cờ Đảng và cờ Tổ quốc, 16.530 hồng kỳ, 218 phướn, 19 bảng pano khổ lớn, 852 bảng áp phích, làm 26 cổng chào trên các tuyến đường trục chính và thêm 122 phần việc khác. Công luận cho rằng trong lúc đa phần người dân Việt Nam còn rất chật vật, lo cuộc sống, thì đây là những việc làm vô bổ, lãng phí, không thiết thực và không có ý nghĩa đối với người dân. Qua tìm hiểu được biết ông Trần Phú là một nhà cách mạng, là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 27 tuổi và là một học trò xuất sắc của ông Hồ Chí Minh. Ông Trần Phú từng được ông Hồ đưa sang học tập, huấn luyện về chính trị ở Trung Quốc và Liên Xô. Sau khi về nước đã hoạt động bí mật rồi bị chính quyền của Pháp bắt giữ và tử hình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ, ông trùm phe Nghệ Tĩnh. Mạng xã hội đã dậy sóng bởi các ý kiến không đồng tình, thậm chí là chỉ trích chính quyền và đảng bộ Hà Tĩnh. Vì Hà Tĩnh, Nghệ An đến nay vẫn là tỉnh nghèo, năm nào cũng nằm trong danh sách xin gạo cứu đói từ Trung ương. Vậy mà lãnh đạo tỉnh vẫn sẵn sàng bỏ ra từ hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng vào những việc vô bổ, phô trương như xây tượng đài, làm cổng chào, nay còn thêm kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo. Có ý kiến cho rằng ông Trần Phú là một người nổi tiếng với các tư tưởng phản động như chí phú, địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Lẽ ra lãnh đạo Hà Tĩnh phải coi đó là nỗi nhục, phải quên đi cái tên đó đi. Đằng này họ lại tỏ vẻ tự hào khi không còn gì để mà nói. Facebook Nguyễn Tiến Dũng trong status với tựa đề Kinh Hoàng đã viết như sau: huyện nghèo Đức Thọ ở Hà Tĩnh đã chi 200 tỷ đồng mua cờ phướn khẩu hiệu, làm cổng chào kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Không thể nào hiểu được não trạng của những người lãnh đạo nơi này. Còn tiến sĩ Chu Hồng Quý thì cảm thán, thấy Nghệ An nhặt tượng Second Hand về để tổ chức hoành tráng, Hà Tĩnh cũng kém miếng, khó chịu. Cũng hôm nay, người Nghệ Tĩnh tha hương lao động khổ sai ở Đài Loan, mang quyên góp bạc lẻ để đưa hai nạn nhân đồng hương xứ Nghệ về quê chôn cất sau cái chết tang thương liên tiếp trong mấy ngày liền. Một người chết vì bị ngã khi chạy trốn truy đuổi cảnh sát, anh Nguyễn Quang Hồng, sinh năm 1986. Một người đột tử do làm việc quá sức, anh Hoàng Ngọc Hải, sinh năm 1992. Vong hồn ông Trần Phú có được yên ả khi khát vọng giải phóng cần lao chưa thành, dù đã ngót cả trăm năm. Việc tháo dỡ tượng đài Lenin ở nhiều quốc gia là điều rất phổ biến và người dân đã thoát khỏi ách cộng sản. Có nhiều ý kiến khẳng định 48 năm qua, thành phố Vinh, Nghệ An đã không xây thêm được một trường học công lập nào. Đến nay, trong thời kỳ hệ phổ thông trung học tỉnh Nghệ An năm 2024, số trường trung học phổ thông của tỉnh mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Do thiếu trường, thiếu lớp, nếu không xây quảng trường hay dựng tượng Lenin, thì kinh phí này có thể xây được bao nhiêu trường học? Câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Nhà báo Dũng Nguyễn thì cho rằng, ở Hà Tĩnh cũng tương tự, 200 tỷ đồng tiền cờ phướn thì xây được 4 trường học khang trang. Nhưng tụi nó thì rất rõ,
trong túi chúng sẽ được bao nhiêu tiền. Đức Thọ là một huyện nghèo, hàng năm phải vác rổ đi xin, ai cũng biết. Công luận thấy rằng chủ trương xây dựng tượng đài chỉ có nghĩa thuần túy phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng, nhưng các quan chức lãnh đạo lại được sơ múi rất nhiều, và nó chính là động lực để họ tìm mọi cách đục khoét ngân sách bằng các dự án mang tính phổ trường. Vậy tại sao lãnh đạo Đảng luôn nói rằng ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không có lợi ích gì khác đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chi hơn 200 tỷ kỷ niệm ngày sinh Trần Phú, phe Nghệ Tĩnh đã hết cửa kiếm ăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tương lai mờ mịt của VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Lâu nay, hoạt động kinh doanh của tập đoàn VinGroup chỉ có lãi trong lĩnh vực duy nhất là bất động sản, còn các mảng kinh doanh sản xuất khác đều lỗ vốn. Kết quả chỉ sau một thời gian ngắn, các ngành kinh doanh phụ trợ đều phải bán đi và công ty ô tô VinFast hiện nay cũng đang ở trong tình trạng thê thảm như vậy. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ông chủ của VinGroup. Từ cuối tháng 7 năm 2023, hãng ô tô VinFast đã động thổ xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện và sản xuất pin ô tô điện tại tiểu bang ở Mỹ. Khi đó, VinFast cam kết sẽ bán được xe tại thị trường Hoa Kỳ, bất chấp những thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường này. Hãng tin AP dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, khi đó là Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu và Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup, bà Thủy thừa nhận rằng cho đến nay VinFast chưa thành công, Hoa Kỳ là một thị trường khó tính. Nhưng nếu VinFast có thể bán được xe cho những khách hàng Mỹ khó tính, thì cũng có thể thành công ở bất cứ thị trường nào khác. Thống kê của công ty dữ liệu Motor Intelligence cho thấy VinFast chỉ bán được có 2.009 chiếc xe tại Mỹ, chiếm tỷ lệ ít hơn 1% tổng số xe điện của các hãng bán ra tại thị trường Hoa Kỳ trong năm 2023. Vào trung tuần tháng 8 năm 2023, VinFast niêm yết và bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tại thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ thông qua hợp nhất với một công ty tại đây. Trải qua nhiều biến động đến nay, giá cổ phiếu của VinFast chỉ có ở mức 4 đô la và có khả năng sẽ tiếp tục xuống thấp hơn. Mới đây nhất, hãng tin quốc tế cho hay VinFast đang ở trong tình trạng thua lỗ nặng, tạo ra rủi ro cho cả tập đoàn mẹ là VinGroup. Giá cổ phiếu của VinFast đã rơi xuống đáy mới, thấp nhất từ trước đến nay ở mức chỉ có 3,6 đô la, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ đóng cửa vào ngày cuối tuần hôm 12 tháng 4. Trong khi giới kinh doanh chứng khoán ở Mỹ cho rằng cổ phiếu có mệnh giá dưới 5 đô la chỉ là cổ phiếu rác. Đây được là một vấn đề hết sức đáng lo ngại về sức khỏe tài chính của VinGroup, mặc dù đã rót cho VinFast rất nhiều tỷ đô la, nhưng mỗi ngày một lỗ vốn nhiều hơn. Tương lai, mệnh giá của cổ phiếu VinFast sẽ đi về đâu khi giá còn lại chỉ có thể là 1 hay 2 đô la? Một mẫu xe ô tô điện VinFast tại Motor Show tại Bangkok. Giới phân tích đã nhấn mạnh các rủi ro đối với tập đoàn VinGroup khi VinFast lỗ tổng cộng tới 5,7 tỷ đô la trong có 3 năm. Điều đó đã khiến giá cổ phiếu của VinGroup giảm tới 38% trên thị trường chứng khoán. Điều vừa kể trên cho thấy VinFast khó có thể trụ được trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đáng lo ngại hơn, bối cảnh hiện nay của thị trường ô tô điện là đều rất ế ẩm, khi mà xe điện của Trung Quốc với giá rẻ cũng đang chất đống tại các bến cảng khắp nơi trên thế giới. Trên toàn thế giới, trong giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 9 năm 2023, số xe điện của VinFast bán ra cũng chỉ là 19.562 chiếc, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của hãng đặt ra là 50.000 chiếc xe mỗi năm. Nhưng VinFast hiện còn khó khăn ngay tại thị trường Việt Nam, dù rằng đã nỗ lực làm giá. Vào năm 2023, VinFast bán được 35.000 ô tô điện, con số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất 300.000 xe mỗi năm của nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Hãng tin quốc tế cho biết ông Phạm Nhật Vượng từng cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn vào VinFast nếu cần thiết. Nhưng đây là một chiến lược không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Theo ông Vượng, nếu chỉ vì kinh doanh mà kiếm tiền, ban lãnh đạo VinGroup sẽ không ngu ngốc
mà lao vào lĩnh vực khó khăn như sản xuất ô tô. Đồng thời, ông Phượng khẳng định Vingroup quyết định tạo ra VinFast xuất phát từ trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước. Đây rõ ràng là một tuyên bố mang ý nghĩa chính trị. Điều đó cho thấy việc thành lập VinFast là sự góp mặt của nhà nước Việt Nam phía sau. VinFast đang thua lỗ rất lớn. Mới đây nhất, tại triển lãm ô tô Motor Show Bangkok, Thái Lan 2024, số liệu được ban tổ chức công bố cho thấy đây là kỳ triển lãm thành công nhất trong lịch sử. Trong 14 ngày, với số lượng thương hiệu tham gia lẫn đơn hàng thu về đều cao kỷ lục, có tổng cộng 53.438 xe được bán hoặc đặt hàng. Con số này gần bằng 1,7 tổng số xe bán tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 là 369.000 chiếc. Trong tổng số xe bán ở Bangkok có tới 17.513 chiếc là xe thuần điện, chủ yếu là của hãng Trung Quốc Baidu Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Thái Lan đánh giá công ty ô tô VinFast của Việt Nam dù có tham dự triển lãm và đạt được hai giải thưởng lớn từ ban tổ chức nhưng không thấy số lượng xe được bán hay đặt hàng. Điều vừa kể trên khiến cho giới quan sát e ngại về tương lai của công ty ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo Facebook, Hoàng Dũng nhận định Phạm Nhật Vượng sẽ phải ngồi tù nhanh hơn người ta tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tương lai mờ mịt của VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.